Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 2 chúng tôi đã thưa với quý vị tường thuật lại cái chuyện cái cuộc tranh luận giữa hai thống đốc tiểu bang xanh và đỏ rất là nổi bật của nước Mỹ đó là Florida và California. Và có một chi tiết nữa thưa quý vị, có nghĩa là sau cái cuộc tranh luận Ron DeSantis thì hy vọng rằng mình sẽ ghi điểm với lại cử tri Cộng Hòa. Gavin Newsom thì không có hy vọng đó. Ngoài cái hy vọng rằng muốn đánh bật những cái lời chỉ trích của bên phía cánh hữu về những cái chính sách của chính quyền đương nhiệm và chiến dịch tranh cử của ông Biden. Nhưng mà sau cái phần tranh luận đó, thì Ron DeSantis có vẻ như dù là thể hiện khá là tự tin như chúng tôi thưa, nhưng ông vấp ngay phải cái sự chỉ trích của cựu tổng thống Donald Trump và nói ông Trump đã nói rằng Ron DeSantis trông thật là thảm hại, trông tội nghiệp và gần như là tuyệt vọng để tìm kiếm sự chú ý, bởi vì Ron DeSantis đã tụt quá sâu rồi đã rớt quá sâu trong những cái bảng xếp hạng và ông Trump đã không có tiếc lời còn ví Ron DeSantis ngoài những cái tên như The Santimonious, Meatball Ron. Ông Trump còn nói Ron DeSantis là như những cái diễn viên trên cái website và kêu dâm OnlyFans đang tìm kiếm cái sự chú ý, cái sự nổi bật. Và chẳng những Ron DeSantis đâu thưa quý vị, ông Trump cũng chỉ trích luôn cả nhân vật đang đứng thứ hai trong các bản thăm dò của đảng Cộng Hòa, đó là cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley, bởi vì trong suốt cái thời gian vừa qua râm ra những cái thông tin là bà Nikki Haley được thăng hạng trong những cái bản xếp bản thăm dò xếp hạng của cử tri Cộng hòa, đặc biệt là sau cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên vừa rồi. Và mới nhất đó thì anh em tỷ phú nhà khóc là cũng là một trong những cái đại gia lớn, những cái tỷ phú đối với nước Mỹ thưa quý vị, đã công khai ủng hộ đối với bà Nikki Haley và tỷ phú khóc anh em nhà khóc còn nói rằng là bây giờ chúng ta phải sát cánh với nhau để mà dồn hết tất cả những cái sự ủng hộ vào nikki haley để mà giúp đối phó và đánh bại đối với Joe Biden và làm sao mà năm 2024 tổng thống mà ngồi trong tòa bạch ốc phải là như Nikki Haley chứ không thể là một người như cựu tổng thống Donald Trump quá nhiều rắc rối. Thì sau cái lời tuyên bố này á thì ông Trump đã vô cùng giận dữ đối với bà Nikki. Ông gọi bà là não gọi là bé như trái nho ốc bé như trái nho cái kiểu não ngắn não nhỏ của một cái con chim và cả anh em nhà khóc tỷ phú nhà khóc đó, đó là những cái tay mà không có vì dân túy những cái tay tỷ phú nhưng mà hướng đến cái chuyện toàn cầu còn ông Trump theo lời ông khẳng định là ông hướng vào nước Mỹ và chỉ có một cái tham vọng duy nhất mà thôi đó là xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại đó là cái sự chỉ trích ông Trump đối với hai ứng cử viên theo theo trong bản xếp hạng của đảng cộng hòa thưa quý vị nhưng mà có một cái chi tiết liên quan đến ông Trump và những cái rắc rối pháp lý mà ở chương trình sự kiện trong ngày kỳ trước đó Hoàng Vi không đủ thời lượng đã hứa là sẽ thưa chuyện với quý vị bởi vì chuyện này thực sự là nó rất là đặc biệt nó gây cả những cái sự ngạc nhiên nó gây cả những cái điều bất ngờ và thậm chí là nó gây rất là nhiều cái điều là um, bị sốc nếu mà chúng ta nghe cái quan điểm sau đây mà Hoàng Vi có thừa đó nếu mà đang ngồi trên ghế nếu mà không vững vàng thì có thể là bật ngửa ra sau như chơi là vì sao thưa quý vị quý vị nhớ là ở Colorado ở Colorado có nỗ lực của cái tổ chức vì quyền công dân và trách nhiệm có trụ sở tại Washington. Họ đã phao cái đơn kiện và nộp ra tòa và yêu cầu tòa là chặn không cho ông Trump có mặt trên cái lá phiếu bầu cử của tiểu bang trong năm tới. Lý do họ viện dẫn tu chánh án số 14, theo đó nói rằng những ai đó mà có can dự vào những cái cuộc bạo loạn hoặc là nổi loạn chống lại uh, chính phủ đó và thì những cái người đó sẽ không có nên có tên trong các cái cuộc tranh cử vào những cái vị trí và có được những cái office và những cái vị trí liên bang thì nội dung chính của cái tu chánh án số 14 như vậy và quý vị cũng biết là bà chánh án Sarah Wallace đã đưa ra cái phán quyết và nói rằng là ok, ông Trump, bà khẳng định là ông Trump có can dự vào cái cuộc bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Nhưng tiểu bang sẽ không có quy định, sẽ không có hạn chế ông Trump xuất hiện trên cái lá phiếu của mình vì lý do đó mà cả hai bên bên đương đơn và bên phía là và bên phía bị đơn đều nộp đơn lên kháng án với cái quyết định này và tối cao pháp viện của Colorado đã đồng ý sẽ lắng nghe quan điểm của cả hai về câu chuyện này thưa quý vị tức là cả hai đều không có hài lòng về phán quyết của bà Sarah Wallace bên phía ông Trump thì nói rằng tại sao khẳng định ông là có can dự vào cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Còn cái bên đưa đơn để đòi ngăn trở ông đó xuất hiện trên lá phiếu thì họ nói cái điều đó là không công bằng và ông Trump không có xứng đáng để mà ra tranh cử tiếp và xin thưa xin nhắc với quý vị rằng cái nỗ lực này không chỉ xảy ra ở Colorado mà nó xảy ra cả New Hampshire rồi cả California và cả Florida nhưng có hầu như những nỗ lực này đều đang thất bại thưa quý vị. Nhưng mà trở lại với Colorado, luật sư của ông Trump đã nộp đơn ra tòa với một cái lý do biện hộ như thế này đây thưa quý vị luật sư của ông Trump nói rằng tôi Chánh án 14 phải không tôi Chánh án 14 nói rằng là những ai mà có can dự vào những cái cuộc bạo động hoặc là chống đối chính phủ sau khi có cái lời thề là sẽ trung thành để mà ủng hộ cho hiến pháp thì những người đó sẽ bị loại ra khỏi lá phiếu không xứng đáng để ra tranh cử thì luật sư của ông trump nói một ý như thế này thưa quý vị thứ nhất ông trump đã từng tuyên thệ đã từng có lời thề đúng khi ông bước vào tòa bạch ốc để làm ông chủ tòa bạch ốc ông đã từng thề nhưng mà ông không có thề rằng sẽ support sẽ ủng hộ cho hiến pháp ông chỉ thề là ông sẽ bảo vệ ông sẽ gìn giữ hiến pháp chứ ông không có thể là ông sẽ support hiến pháp Quý vị nhớ lại khi chúng ta đi thi để có được quốc tịch Mỹ trở thành công dân Mỹ thì chúng ta đều được hỏi rằng có cam kết, có thề là sẽ trung thành, sẽ bảo vệ, sẽ support, sẽ ủng hộ cho hiến pháp của nước Mỹ hay không và thậm chí khi mà cần thì sẽ cầm súng lên để mà bảo vệ cho nước Mỹ. Chắc quý vị có nhớ cái chi tiết này. Nhưng mà bây giờ luật sư của ông Trump nói, ông Trump bước vô tòa Bạch Ốc và thành tổng thống, ông có thể là sẽ dinh giữ, sẽ bảo vệ cho hiến pháp, chứ ông không có nói là ông support cho hiến pháp. Ý thứ hai, luật sư của ông Trump nói là cái section, cái cái mục số 3 của cái uh, tu chánh án 14 thì nói rằng là những ai á, mà vi phạm những cái điều đi ngược lại với hiến pháp như chúng tôi nói đó thì sẽ không có được một cái vị trí một cái office ở trong nước mỹ nhưng mà tổng thống donald trump trong cái kỳ tranh cử kỳ tới ông chỉ muốn bước vô tòa bạch ốc chứ ông không có tìm kiếm và ông không muốn trở thành một officer của nước mỹ thì ngay khi cái lời lập luận này đã được gửi ra tòa và đưa ra và công chúng được biết thưa quý vị rất nhiều những cái ý kiến người ta người ta ngạc nhiên người ta sửng sốt và người ta chỉ trích và rần rần trên mạng xã hội suốt mấy ngày hôm nay thậm chí họ nói như thế này hoàng vi đọc được họ nói ví dụ như một thành viên ở bên phía đảng dân chủ là một dân biểu có tên là bill pascal người này viết trên mạng x nói là wow wow hãy nhìn đi ứng cử viên để ra tranh cử cho chiếc ghế tổng thống năm 2024 và bây giờ đang lập luận trước tòa trước những cái rắc rối pháp lý của mình mà lại nói rằng là ông ấy sẽ không chưa từng có cái lời tuyên thệ là support là ủng hộ cho hiến pháp của nước Mỹ. Mọi người nhìn kỹ và nhớ nha. Một ý kiến khác thì nói rằng tại sao ông Trump lại cho rằng là president, US president tổng thống của nước mỹ thì không phải là officer của nước mỹ như vậy thì cái văn phòng tổng thống nó nằm ở đâu văn phòng tổng thống nó nằm ở đâu nếu không phải là một vị trí ở trong cái nhánh điều hành cái nhánh hành pháp của liên bang và nhiều chuyên gia về luật mới nói rằng đó là một cái điểm rất là quan trọng và bên phía luật sư của ông Trump vẫn thường đưa ra những cái quan điểm mà nó trái cẳng ngỗng như thế này. Ví dụ, quý vị nhớ là ở cái phiên tòa dân sự ở New York, Bà Bộ trưởng Letitia James đã kiện ông Trump cùng đế chế kinh doanh của ông trong Trump Organization có những cái gian lận về thuế. Và khi tòa Egoron, ông chánh án đó, đã áp cái lệnh get order để cấm không cho ông trump có những cái sự chỉ trích đối với bên công tố thư ký tòa và tòa và ngày hôm thứ năm ông lấn sang và ông chỉ trích luôn cả vợ của ông egoron luôn thưa quý vị thì uh, luật sư của ông trump đã lý luận như thế này và yêu cầu tòa kháng án đó là hãy dỡ bỏ cái lệnh get order đó đi luật sư của ông trump cô Aliba uh, hab alina habba nói như thế này đây thưa quý vị rằng khi mà thư ký của ông tòa đó là cô Greenfield đó bị nhiều người gọi điện rồi nhắn tin trên mạng xã hội đòi lấy mạng cô phải không dĩ nhiên rồi vì cô đang ngồi ở trong một cái ghế rất là nóng và đây là một cái vụ mà nó rất là nhạy cảm liên quan đến cựu tổng thống donald trump mà nếu như cô cảm thấy là cô bị tổn thương vì những cái lời mà hâm dọa như vậy thì cô rời khỏi cái vị trí của mình đi Cô rời bỏ cái nhiệm vụ của mình đi thì cô sẽ không bị tấn công nữa. Và vì lý do đó mà luật sư của ông Trump nói rằng là không có nên áp cái lệnh gag order bởi vì không có cái gì thực sự là chứng minh giữa những cái lời chỉ trích của ông Trump với lại cái mức độ nguy hiểm mà những cái nhân vật như là cô thư ký tòa, như là chánh án của tòa phải đối diện thưa quý vị. Và dẫu cho những cái lập luận đó thì cuối cùng tòa kháng án ở New York đã quyết định rằng vẫn áp dụng lệnh gag order đối với cựu tổng thống Donald Trump. Còn trở lại Colorado, đây là một trong những cái lập luận của bên phía luật sư của ông Trump. Một lần nữa thưa quý vị nói rằng ông Trump chưa bao giờ thề, thề trước nước Mỹ, thề trước hiến pháp rằng ông sẽ support, ông sẽ ủng hộ hiến pháp và nữa, ông ra tranh cử cho chiếc ghế tổng thống của tòa Bạch ốc, nhưng đâu có nghĩa là ông tìm kiếm một cái vị trí liên bang trong cái nhóm hành pháp thì đó là lập luận ở câu chuyện Colorado và nhưng nói về cái vụ những cái những cái câu chuyện về bạo loạn quốc hội và nó đã dẫn đến những cái nỗ lực mà như chúng tôi nói là ở Colorado ở New Hampshire ở South Carolina họ đòi ngăn ông Trump không có được xuất hiện trong cái lá phiếu trong kỳ sắp tới và chúng tôi cũng nói rồi thưa quý vị là những cái nỗ lực này có vẻ như đều đang không thành công thì ngày hôm thứ sáu có xuất hiện thêm một cái tin liên quan đến những cái dòng thời sự như thế này. Quý vị nhớ là sau cái kỳ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đó, thì một nhóm những nhà lập pháp ở bên phía đảng Dân Chủ cũng như là một số cảnh sát của quốc hội, những cái đối tượng mà đã bị những cái ảnh hưởng rất là nặng nề từ cái chuyện là đám đông đã tràn vào quốc hội và tấn công cảnh sát như thế này. Và đẩy những cái nhà lập pháp vào cái thế rất là nguy hiểm và họ đã nộp cái đơn kiện dân sự. Thì vào tháng 12 của năm ngoái, luật sư của ông Trump đã nộp đơn ra tòa và yêu cầu tòa là hãy vứt những cái vụ kiện này đi. Dù là vụ kiện dân sự, bởi vì sao? Ông Trump ở thời điểm ngày 6 tháng Giêng năm 2021, ông là tổng thống của nước Mỹ. Ông vẫn còn là tổng thống của nước Mỹ, cho nên là ông được cái quyền miễn trừ. Được quyền miễn trừ không có bị truy tố, dù là hình sự cho đến dân sự. Thì vào ngày thứ Sáu, thưa quý vị, tòa kháng án có 3 vị thẩm phán để đưa ra phán quyết về cái câu chuyện này và nói rằng ông Trump không được quyền miễn trừ. Và cái vụ kiện này nó sẽ vẫn được tiếp tục tiếp diễn thưa quý vị. Một trong những cái lý do mà bên phía tòa đưa ra và nói rằng đó là đồng ý thì tổng thống trong hiến pháp đã được quyền miễn trừ khi thực hiện những cái nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong cái phận sự là lãnh đạo đất nước. Nhưng mà ông Trump ở cái thời điểm sau cái cuộc bầu cử và cả trước đó, những cái hoạt động ông làm liên quan đến tranh cử thì là ông đại diện cho Đảng Cộng hòa mà thôi và cả cái nguyện vọng muốn ra tranh cử để tiếp tục nhiệm kỳ 2 của chính cá nhân của ông Trump. Cái chuyện đó nó không có liên quan gì đến việc lãnh đạo đất nước hết đó và một ý khác trong cái phán quyết tòa đưa ra và nói rằng cái không có phút nào, không phải là lúc nào trong 24 tiếng mỗi ngày ông Trump đều ngồi ở tòa Bạch Ốc và sử dụng cái thời gian đó để lãnh đạo đất nước. Cho nên họ cho rằng những cái lời tuyên bố của ông liên quan đến ngày 6 tháng Giêng Ví dụ như vào đầu ngày, ông kêu gọi những người ủng hộ hãy tràn về quốc hội và fight like hell, chiến khô máu nó đã dẫn đến cái cuộc bạo loạn và gây sửng sốt cả thế giới thì tòa nói rằng những cái hoạt động đó những cái lời kêu gọi đó của ông Trump không được tính vô đó là phận sự của một tổng thống cho nên ông không được quyền miễn trừ thưa quý vị và nhiều chuyên gia về luật mới nói rằng từ cái phán quyết của tòa kháng án À, về việc ông không được miễn trừ như thế này trong vụ kiện dân sự, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vụ kiện hình sự của công tố viên đặc biệt Jack Smith đang truy tố ông Trump về cái tội là đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn quốc hội 6 tháng Giêng. Nó sẽ đẩy cái hồ sơ của Jack Smith vào một cái thế cho ông Trump là nguy hiểm hơn. Và cái điều cuối cùng nữa thưa quý vị, trong cái vụ cũng Jack Smith mà truy tố ông Trump cả cái vụ bầu cử và cả cái vụ tài liệu mật, thì đài CBS cũng ngày hôm thứ Sáu họ đã tiết lộ một thông tin là luật sư của ông Trump, người đang đại diện cho ông ở cái hồ sơ uh, truy tố ở Georgia đó. Cô này có tên là Jennifer lido Cô đã khai với bên Jack Smith rằng là cô đã có những cái cuộc họp có ông Trump và các cái luật sư khác. Trong đó, cô đưa ra lời cảnh báo rằng khi mà bên phía Bộ Tư pháp gửi trác đòi subpoena ông đòi những cái tài liệu mật trả lại cho bên phía Bộ Tư pháp và cơ quan lưu trữ quốc gia, ông không được nói dối với Bộ Tư pháp bởi vì nếu như vậy thì ông sẽ dính vào những cái rắc rối nó ngày càng sâu hơn. Theo Jennifer Lido, sau cái cuộc họp đó trước ngày tháng 5 năm 2022, ông Trump đã đồng ý và cử luật sư Corrin, um, ông um, Evan Corcoran, đã quay quầy quả trở lại Malago và tìm những cái tài liệu mật để nộp cho bên phía Bộ Tư pháp. Nhưng đồng thời trong cái thời điểm đó, ông Trump cũng chỉ đạo hai nhân viên thuộc cấp của mình lặng lẽ di dời những cái thùng tài liệu mật ra khỏi cái sự quan sát của luật sư Evan Corcoran. Và chính ông luật sư này đã ký vào một cái biên bản gửi cho Bộ Tư pháp và khẳng định chắc nịch rằng Tôi đã tìm hết rồi và không còn bất kỳ một cái tài liệu nào ở Malago nữa. Và quý vị, điều cuối cùng vào ngày 8 tháng 8, quý vị biết rằng FBI đã đến và khám xét dinh thự Malago để rồi cầm về cả trăm trang tài liệu mật và nó dẫn đến cái cuộc truy tố của bên phía công tố viên Jack Smith. Ngày hôm nay, CBS và ABC News đã tiết lộ chính cái lời khai của luật sư của ông Trump với lại bên công tố. Nó đẩy cái hồ sơ cả tài liệu mật và cả cái chuyện đảo ngược bầu cử của ông Trump vào một cái thế nguy hiểm hơn rất là nhiều và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại